xây dựng đất nước Việt Nam nói chung và quê hương Quảng Bình ngày càng đổi mới, hội nhập và phát triển. Trong chương trình thời sự tối nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Các địa phương trong tỉnh tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống mừng Tết độc lập của dân tộc. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường. Tuyến du lịch giao thương Hang Én, loại hình du lịch thám hiểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách. Tháng 8 năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã đồng loạt đứng lên tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền. Chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 8 năm 1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn, chính quyền đã về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước gần 1 triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời đọc bản tuyên ngôn độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời. Từ đó, ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của nước ta. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, nước ta từ một nước thuộc địa thực dân nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. 70 năm qua, kể từ ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công đến nay, cách mạng Việt Nam đã đi qua nhiều giai đoạn, nhiều bước ngoặt và vượt qua nhiều thử thách lớn, giành những thắng lợi vĩ đại, khẳng định vai trò vị thế quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ cả cấp, tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của cách mạng tháng 8, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá của cách mạng tháng 8, của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 70 năm qua, vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, 1945-2015. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 2 tháng 9, trên sông Kiến Giang, quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền truyền thống mừng 70 năm quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Dự lễ có đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đông đảo các tầng lớp nhân dân và du khách từ khắp mọi miền của Tổ quốc. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9 là lễ hội lớn nhất ở huyện Lệ Thủy. Năm nay, tham gia lễ hội có 8 thuyền đua nữ và 22 đò bơi nam của các xã An Thủy, Liên Thủy, Lộc Thủy, Mai Thủy, Phong Thủy, Xuân Thủy và thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Đây là lễ hội văn hóa thể thao có quy mô lớn nhất hàng năm nhằm tôn vinh và phát huy những giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc sắc của quê hương xứ Lệ, hướng tới vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tinh thần, ý chí của cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã và đang thôi thúc nhân dân và cán bộ toàn huyện dấy lên phong trào thi đua yêu nước. Sau phần diễu hành biểu dương lực lượng, các thuyền đua nữ và đầu bơi nam xuất phát ở ngã ba Mũi Viết. Cự ly đường đua của thuyền đua nữ là 18 km và cự ly của đầu bơi nam là 24 km. Lễ hội bơi đua thuyền trên sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy xuất hiện khoảng từ thế kỷ 16 với mục đích cầu cho mưa thuận gió hòa, bởi vùng đồng bằng Lệ Thủy ngày xưa năm nào cũng vậy, cứ đến mùa năm nắng là đồng khô cỏ cháy, ruộng đồng nứt nẻ, thậm chí nước sông Kiến Giang cũng hạ xuống rất thấp. Dân các làng quanh vùng mổ gà mổ heo, tổ chức đua thuyền để tế trời đất. Dần dần lễ hội được tổ chức thường xuyên hàng năm. Trước cách mạng tháng 8 năm 1945, lễ hội bơi đua thuyền ở Lệ Thủy được duy trì vào mùa xuân và được tổ chức theo làng theo xã. Sau thành công của cách mạng tháng 8, kỷ niệm ngày quốc khánh đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1946, nhân dân Lệ Thủy đã tổ chức lễ hội bơi đua thuyền để mừng Tết độc lập. Từ đó đến nay, cứ đúng vào ngày mùng 2 tháng 9 hàng năm, huyện Lệ Thủy lại tổ chức lễ hội bơi đua thuyền để tỏ lòng biết ơn Đảng, Bác Hồ đã đem lại độc lập tự do cho dân tộc, cơm no áo ấm cho nhân dân. Các giá trị văn hóa vật chất của lễ hội cũng đã được lưu giữ, trao truyền qua các thế hệ và không ngừng được phát huy, phát triển.
Những yếu tố ban đầu về cái lễ hội này thì là một lễ hội dân gian có mang tính tâm linh. Đến bây giờ nó không mất đi mà nó còn tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn. Đó là những cái nét về văn hóa nó vẫn còn. Trong đó thì có rất nhiều yếu tố để tạo nên cái sự tồn tại của cái nét văn hóa độc đáo đó. Có nhiều yếu tố, ví dụ cái nghệ thuật chế tác thuyền hiện bây giờ vẫn là một cái cực kỳ quan trọng mà mỗi làng đều giữ cho mình một cái bí mật riêng, là vì cái cách chế tác thuyền, là những cái mực mèo. Và thứ hai là những cái kỹ thuật bơi đua của mỗi làng đều có một cái ông lái và để ông chỉ huy toàn thuyền. Và trong đó có cái nét văn hóa gắn liền với cái hò khoan lề thủy đó, tức là các cái mái treo, đó là một cái nét văn hóa, là một cái nghệ thuật. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mang bản sắc riêng của cư dân vùng đất đồng chiêm trũng, giả giao sông nước, giàu tinh thần thượng võ và tinh thần nhân văn. Lễ hội đã trở thành sự kiện văn hóa chính trị, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận là lễ hội tiêu biểu cấp tỉnh. Kết thúc giải ở nội dung đua thuyền nữ, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thôn Lộc An, xã An Thủy, giải nhì cho thôn An Xã, xã Lộc Thủy, giải ba cho thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy. Ở nội dung đò bơi nam, hạng A, giải nhất thuộc về thôn Tiền Thiệp, xã Xuân Thủy, giải nhì thôn Lộc An, xã An Thủy, giải ba xã Mai Thủy. Ban tổ chức cũng đã trao giải cho các thuyền bơi nam có thành tích xuất sắc ở hạng B, trao giải nhất toàn đoàn cho thôn Lộc An, xã An Thủy, giải nhì cho thôn An Xã, xã Lộc Thủy và giải ba cho thôn Lộc Thường, xã An Thủy. Đò bơi Lộc An và đò đua Lộc An đã chuẩn bị để cho tổ chức lễ hội thì đảng bộ và nhân dân thôn Lộc An và con em ở xa quê tập trung về quê hương và là đã ủng hộ về tinh thần lẫn vật chất. Thì với cái phong trào và khí thế đó thì đơn vị Lộc An đã chuẩn bị là sắm đò bơi và là hạ quyết tâm để là giành giải cao nhất trong lễ hội. Lễ hội bơi đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang mừng ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 của huyện Lệ Thủy thành công tốt đẹp trong niềm vui chung của cán bộ nhân dân và du khách tham dự lễ hội. Tại huyện Quảng Ninh, cứ vào dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, người dân lại náo nức đến với lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, với ý nghĩa cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhà nhà ấm no. Dự lễ có cả đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quảng Ninh năm nay có sự tham gia của 14 thuyền đua đến từ 12 xã thị trấn trên địa bàn, trong đó xã Duy Ninh có 3 thuyền. Các đội thi được chia làm 2 bảng, trong đó bảng A quy tụ 8 thuyền đua đạt thành tích cao tại vòng bảng được tổ chức trước đó, 6 đội còn lại được xếp vào bảng B. Với tinh thần hào hức mong chờ, ngay từ sáng sớm, người dân khắp nơi trong tỉnh đổ về hai bên bờ sông Nhật Lệ để theo dõi và cổ vũ cho các thuyền đua. Là người con quê hương sống ở thành phố Hồ Chí Minh, thì mấy năm nay những dịp nào những lễ hội của Quốc khánh đua thuyền thì huyện Quảng Ninh đều mời con em ở xa quê hương về tham dự. Có thể các xã, các làng, các thôn, các trai đua đều tập trung để mà hoàn thành tốt cái phần việc của mình trong cái cuộc đua thuyền do lễ hội đua thuyền của huyện tổ chức. Mọi người đều rất phấn khởi, tôi thấy là không khí rất vui tươi. Năm nay các đội chinh phục đường đua dài 15 km xuất phát từ cầu Quản Hầu, sông Nhật Lệ, với mục tiêu giành thành tích cao nhất. Trước khi diễn ra lễ hội, các đội đua đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị tập luyện. Lễ hội là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện tinh thần thượng võ của mảnh đất Điền Linh Nhân Kiệt, nơi là tử danh hương văn võ cổ kim nằm trong bản danh hương, đồng thời tạo sự gắn kết trong cộng đồng thôn xóm của nhân dân cả vùng quê trên địa bàn huyện Quảng Ninh. Lễ hội đua thuyền huyện Quảng Ninh đã có lịch sử hàng trăm năm nay. Theo một số tài liệu thì có thể nói là gần 500 năm. Là cái hoạt động lớn nhất trong năm của dân cư vùng sông nước ở huyện Quảng Ninh và phủ Quảng Ninh trước đây. Thì hiện nay chúng tôi đang tiếp tục nâng cấp cái lễ hội, đang xây dựng hồ sơ, đang thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh về lễ hội đua thuyền truyền thống để xây dựng và được công nhận là lễ hội cấp tỉnh. Chúng tôi có định hướng những năm tới thì tiếp tục phát triển cái số lượng thuyền đua, đây là quy mô của lễ hội, không chỉ là đua của trai bơi mà chúng tôi đang dự kiến phát triển thêm của nữ đua để cái lễ hội được phong phú hơn, thu hút đông đảo các lực lượng xã hội tham gia hơn. Với ý chí và tinh thần thể thao cao thượng, các thuyền đã vượt qua chặng đường dài, ganh đua từng sải nước, bứt phá quyết liệt để tăng tốc về đích giành các thứ hạng cao. Kết quả ở bảng A, giải nhất, giải nhì, giải ba đều thuộc về ba thuyền đua của thôn Phú Vinh, Hiển Vinh và Phú Ninh, xã Duy Ninh. Ở bảng B, giải nhất thuộc về thuyền đua của xã Lương Ninh. Nhân ngày tết độc lập, huyện Quảng Ninh tổ chức giải đua thuyền truyền thống thôn Phú Vinh,
xã Duy Nhân chúng tôi đã thành lập một đội tham gia đua. Trong quá trình tập luyện rất vất vả, nhưng toàn đội đã hết sức cố gắng. Kết quả đội đã chúng tôi đã vào bảng A. Ngày đua chính thức, một lần nữa đội chúng tôi là giành giải nhất. Đây là món quà của toàn đội xin gửi tặng đến quê hương làng xóm và những người yêu thích thể thao, cũng là món quà xin gửi tặng đến ngày Tết độc lập của dân tộc. Ngày 2 tháng 9, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch cũng đã tổ chức lễ hội bơi thuyền truyền thống trên cửa biển sông Loan. Tham dự lễ hội năm nay có 4 đội đến từ 9 thôn trên địa bàn toàn xã. Mỗi đội gồm có 25 vận động viên là những thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Lễ hội bơi ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch là nét văn hóa truyền thống được lưu giữ từ bao đời nay, với mong muốn cầu cho nhân dân có sức khỏe, mưa thuận gió hòa, ra khơi vào lòng bình yên, được mùa tôm cá. Đồng thời đây cũng là dịp phát động thi đua sâu rộng trong toàn thể cán bộ nhân dân tiếp tục thi đua lao động sản xuất. Với phương châm vui tươi an toàn, đoàn kết tiết kiệm, lễ hội bơi thuyền truyền thống xã Cảnh Dương không chỉ mang lại niềm vui cho người dân xã Cảnh Dương mà cho nhân dân các xã vùng ròn huyện Quảng Trạch trong ngày Tết độc lập. Sáng ngày 2 tháng 9, xã Quảng Sơn, thị xã Ba Đồn cũng đã tổ chức giải đua thuyền truyền thống. Trước đây, đua thuyền ở xã Quảng Sơn được xem là hoạt động tâm linh để người dân cầu yên, cầu thịnh, cầu siêu, là chỗ dựa tinh thần giúp người dân có thêm sức mạnh để chiến thắng thiên tai, địch họa. Từ sau cách mạng tháng 8 năm 1945, vượt lên yếu tố tâm linh, lễ hội đua thuyền truyền thống của người dân Quảng Sơn còn mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần cách mạng, mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. Năm nay, lễ hội thu hút sự tham gia của 9 thuyền đua với 126 vận động viên. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thuyền đua của thôn Linh Cần Sơn. Tại xã Tân Hòa, huyện Minh Hóa, lễ hội đua thuyền đã diễn ra trên dòng sông Nan. Tham gia lễ hội có các thuyền đua của đoàn thanh niên và hội cựu chiến binh. Điều đặc biệt ở đây là thuyền đua chỉ là những phương tiện mà địa phương thường dùng để cứu trợ trong các đợt lũ lụt hàng năm. Kết thúc cuộc đua, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội đua chi đoàn thanh niên thôn 4 Yên Thọ, giải nhì cho đội đua hội cựu chiến binh thôn 4. Ngoài hoạt động đua thuyền, xã Tân Hòa còn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi cho nhân dân trên địa bàn. Nằm trong chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, những ngày này các địa phương trong tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Sáng ngày 1 tháng 9, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã tổ chức lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy, miếu Thanh Hoàng, nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm các gia đình chính sách. Tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Thủy, lãnh đạo huyện Lệ Thủy đã đặt vòng hoa dâng hương tại đài tưởng niệm và thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến kiến quốc của dân tộc. Dịp này, các đồng chí lãnh đạo huyện Lệ Thủy cũng đã đến dâng hương tại miếu Thanh Hoàng, nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp, chùa An Xá và thăm tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động có ý nghĩa được huyện Lệ Thủy tổ chức hàng năm nhằm tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Tại thành phố Đồng Hới, các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các ban ngành đoàn thể thành phố đã đến thăm tặng quà các gia đình có công với cách mạng. Tại các nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo thành phố Đồng Hới đã ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe các cán bộ tiền khởi nghĩa, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng và khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng và biết ơn những đóng góp, sự hy sinh của Nam anh hùng, tích cực dạy bảo con cháu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất và học tập, chung tay xây dựng thành phố Đồng Hới ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lãnh đạo Đảng, chính quyền thành phố Đồng Hới cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, tham gia góp ý kiến của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa vào hưởng đi quá trình xây dựng và phát triển của thành phố Đồng Hới. Lãnh đạo huyện Minh Hóa cũng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn. Đoàn đã thăm gia đình mẹ Việt Nam anh hùng Cao Thị Khuyến ở thị trấn Quy Nạn, mẹ Đinh Thị Đát ở xã Thường Hòa, mẹ Đinh Thị Tham ở xã Hòa Hợp, thăm anh hùng lao động Cao Thị Thu Hiệp ở xã Xuân Hòa, thăm gia đình lão thành cách mạng Đinh Văn Bài ở thị trấn Quy Nạn và gia đình ông Đinh Chiêu ở xã Xuân Hòa. Tại những nơi đến thăm, các đồng chí lãnh đạo huyện Minh Hóa đã ân cần thăm hỏi đời sống của các thân nhân liệt sĩ, thương binh và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc được những đóng góp to lớn của các liệt sĩ, thương binh trong công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc. Lãnh đạo huyện Minh Hóa cũng đề nghị các địa phương tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ tạo một điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống,
thực hiện tổ công tác xã hội hóa nhằm huy động các nguồn lực để quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn. Vừa qua, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chất. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chất năm nay 94 tuổi, có 6 người con, trong đó hỗ trợ 70 triệu đồng. Đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, góp phần cùng toàn dân chăm lo, tri ân các gia đình có công với cách mạng. Tại buổi lễ, đại diện Học viện Quân y, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa, động viên tinh thần mẹ cùng gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, vươn lên trong cuộc sống. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý thị trường. Tuyến du lịch giao thương Hang Én, loại hình du lịch thám hiểm thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 1 tháng 9 tại xã Lương Ninh, Trạm Khuyến Nông huyện Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị đầu bơ đánh giá kết quả 5 giống lúa mới đưa vào trong thử nghiệm trong vụ đông xuân 2014-2015 và vụ hè thu 2015. Vụ đông xuân 2014-2015 và vụ hè thu 2015 được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư tỉnh. Huyện Quảng Ninh đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất thử nghiệm 5 giống lúa mới SV46, RL105, SVN1, BTE1, QB01 tại hợp tác xã Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh trên diện tích 9 hecta. Các hộ dân thực hiện mô hình được nhà nước hỗ trợ 100% giống và 30% lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật theo định mức quy trình kỹ thuật. Thực tế sản xuất cho thấy các giống lúa mới có tỷ lệ nảy mầm đạt khá cao, từ 85-95%, giống đầy nhánh tập trung, tỷ lệ nhánh hữu hiệu 3-4 nhánh, riêng giống BTE1 số nhánh hữu hiệu lên tới 13 nhánh, thời gian trổ bông kéo dài khoảng 5-6 ngày. Ngoài ra, các giống lúa mới có một số ưu điểm như là đứng xanh bền, cây khỏe, chống độ khá. Theo đánh giá của Trạm Khuyến Nông huyện, các giống lúa mới sản xuất vụ đông xuân có năng suất đạt từ 55-65 tạ một hecta, vụ hè thu từ 50-57 tạ một hecta. Gieo trồng các giống lúa mới này đó là hiệu quả kinh tế khá cao cho bà con nông dân, vì một hecta lúa sau khi trừ chi phí sản xuất cho lãi từ 11-15 triệu đồng một hecta. Từ kết quả thực nghiệm, Trạm Khuyến Nông đề xuất Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Ninh chỉ đạo vận động người dân đưa các giống lúa mới vào sản xuất trong các vụ tiếp theo. Hiện nay, một số địa phương trong tỉnh đang tập trung thu hoạch lúa hè thu. Tuy nhiên, trên một số trà lúa chín muộn, tình hình sâu bệnh đang có chiều hướng gia tăng. Hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được hơn 5.000 hectare lúa vụ hè thu. Trong những ngày qua, tình hình thời tiết diễn biến thất thường đã tạo điều kiện thuận lợi cho một số loài sâu bệnh phát sinh gây hại như bệnh rầy nâu, rầy lưng trắng, chuột hại lúa, bệnh khâu vằn. Trong đó, diện tích lúa bị chuột phá hại là 380 ha, tập trung chủ yếu ở huyện Bố Trạch, Lệ Thủy và thành phố Đồng Hới. Diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng là 135 ha. Diện tích lúa bị bệnh khâu vằn là 258 ha. Để đảm bảo năng suất và sản lượng cho vụ lúa hè thu, Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo các địa phương nên tăng cường kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm các loài sâu bệnh hại lúa cuối vụ để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Đặc biệt, đây là thời điểm chuột chi cư phá hại lúa gia tăng, do đó bà con nông dân cần phải đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, lúa chín đến đâu, gặt đến đó để đảm bảo năng suất và sản lượng. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Quảng Trạch đã huy động được gần 1.600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, qua hơn 4 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn huyện Quảng Trạch đã huy động được gần 1.600 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trong đó, nhân dân trên địa bàn đã hiến được gần 237.000 m2 đất, đóng góp gần 16.000 nghề công cùng nhiều loại tài sản có giá trị khác với tổng trị giá trên 15 tỷ đồng. Cả cá nhân doanh nghiệp đóng góp được 36 tỷ đồng tiền mặt. Từ nguồn vốn huy động được, huyện Quảng Trạch đã đầu tư xây dựng gần 143 km đường giao thông, kiến cầu hóa 34 km canh mương, xây dựng 120 phòng học, 42 nhà văn hóa, xóa được hàng trăm nhà tạm cho hộ nghèo cùng nhiều hạng mục kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khác. Các địa phương đã xây dựng được 201 tiêu chí, tăng 171 tiêu chí so với đầu năm 2011. Tính đến cuối tháng 8 năm 2015, toàn huyện có 2 xã là Cảnh Dương và Quảng Xuân đạt xã nông thôn mới, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Bình đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, trên tuyến quốc lộ, tuyến biên giới, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn lậu, trong đó chủ yếu là mặt hàng rượu và thuốc lá.
Tính đến cuối tháng 8 năm 2015, Chi cục Quản lý Thị trường đã tiến hành kiểm tra 121 trường hợp, phát hiện và xử lý 103 vụ vi phạm về vận chuyển và kinh doanh thuốc lá điếu, rượu nhập lậu. Chi cục đã xử phạt hành chính 85 vụ với tổng số tiền 277 triệu đồng. Tịch thu để tiêu hủy gần 9.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu và 501 chai rượu các loại. Theo dự báo của Chi cục Quản lý Thị trường, thời điểm từ nay đến cuối năm, tình hình buôn lậu sẽ có nhiều diễn biến phức tạp với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Do vậy, Chi cục sẽ tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát tập trung vào các chợ đầu mối, các tuyến giao thông huyết mạch, nắm bắt thông tin từ xa và sử dụng các hiệu quả đường dây nóng để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp buôn lậu. Đồng thời sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác chống buôn lậu theo tinh thần nghị quyết số 41 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm trở lại đây, để làm phong phú và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch tại vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của du khách về tìm hiểu khám phá các giá trị độc đáo của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận để các đơn vị du lịch tổ chức các tuyến du lịch thám hiểm hang động, trong đó tuyến du lịch sao thương hang Én đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Tuyến du lịch giao thương hang Én là một phần trong tuyến du lịch chinh phục Sơn Đòn nằm trong vùng lõi của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho phép khai thác thử nghiệm vào năm 2011 và chính thức đưa vào hoạt động từ năm 2012. Hang Én là hang động lớn thứ ba thế giới cho đến thời điểm này, xếp sau hang Sơn Đòn Việt Nam và hang Đia của Malaysia. Được phát hiện và công bố vào năm 1994, hang Én được Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh nhận định đây là một hang động hùng vĩ, một mẫu chuẩn của quá trình vận động vỏ trái đất còn sót lại hàng trăm triệu năm. Hang Én có chiều dài hơn 1.675 km, được cấu tạo bởi một khối đá vôi khổng lồ gồm 3 cửa hang, trong đó cửa hang sau của hang Én có chiều cao 120m và chiều rộng 170m. Đây cũng là cửa hang được giới chuyên môn đánh giá là đẹp và hùng vĩ bậc nhất. Với những giá trị nổi trội về địa chất địa mạo, hang Én đã nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Hành trình thám hiểm tuyến du lịch giao thương hang Én được công ty Oselic tổ chức thành tour du lịch 2 ngày 1 đêm. Trong chuyến du lịch này, du khách sẽ trải nghiệm với những khu rừng nguyên sinh kỳ vĩ, chiêm ngưỡng suối giao thương mềm mại và tham gia cắm trại trên bãi cát vàng trong hang Én. Điểm nhấn trong tuyến du lịch giao thương hang Én là du khách sẽ được tham gia khám phá cửa hang Én rộng lớn, tận mắt chiêm ngưỡng nhiều hỏa thạch với niên đại trên 300 triệu năm. I came on Saturday to Phong. Tôi đến vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng được 5 ngày và đã tham quan nhiều hang động ở đây. Và hôm nay tôi là tiếp tục tham gia trải nghiệm tuyến du lịch giao thương hang Én. Tôi cảm thấy cảnh quan nơi đây tuyệt đẹp. Vẻ đẹp nguyên sơ của hang động làm cho tôi cảm thấy rất lý thú. Tôi mong ước có một ngày được quay trở lại di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng. Tuyến du lịch giao thương hang Én được tổ chức từ tháng 12 đến cuối tháng 8 năm 2016. Mỗi tuần công ty Oselic tổ chức thành 3 tour. Để bảo vệ nghiêm ngặt cảnh quan thiên nhiên, mỗi tour, công ty chỉ tổ chức tối đa cho 16 du khách tham gia trải nghiệm. Trong quá trình tổ chức, công ty đã đặc biệt chú trọng đến việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho du khách. Vì vậy, ngoài việc nâng cao trình độ về chuyên môn, thì các hướng dẫn viên và nhân viên porter đã được huấn luyện về kỹ năng để tổ chức thành công tuyến du lịch thám hiểm hang Én. Từ khi em vào công ty thì bên đội ngũ chuyên gia phối hợp với bên công ty đã trang bị cho em những cái đào tạo, những cái khóa tập huấn về hang động, về kiến thức hang động, và có ngoài ra thì có thêm những